Đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui và sung sướng khi đã giành được chức vô địch ngày hôm nay. Và điều em muốn nói là cảm ơn tất cả những người hâm mộ của Sông Lam Nghệ An đã có mặt tại sân Vinh ngày hôm nay để cổ vũ cho đội bóng Sông Lam Nghệ An. Và người hâm mộ đã chơi rất lâu rồi, rất lâu từ 2011 đến giờ để có thể chứng kiến chức vô địch này. Và một lần nữa thì cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả những người hâm mộ Nghệ đã luôn luôn ở bên đội bóng và chờ đợi đến phút giây này khi mà chúng em sắp được nâng cao chức vô địch. Rất là hạnh phúc và chúng ta em như là trận đấu này em cố gắng hết mình vì được bóng. Và tất cả những gì bọn em đã cố gắng để dành cả những người hâm mộ vừa mình bọn em hôm nay rất là tuyệt vời, cả trận rất đông và em không có gì hết, em hạnh phúc quá.